Alo, xin chào các bác. Thì hôm nay muốn khoe cho các bác đó là em mới sắm được cái con dao mông cỏ này. Đây này. Nhưng mà đúng ra ấy, thì họ sẽ đeo đúng người mông rồi. Họ sẽ đeo như thế này. Không biết đeo kiểu thật kiểu gì nữa. Đây các bác này. Chéo chéo này đấy, đúng đeo kiểu này nhá. Đó, đây các bác nhìn này, chả biết họ buộc kiểu gì mà khó chơi ra quá. Thì em cũng xin giới thiệu một qua cái con dao cỏ này. Con này ông mua lại của ông thợ thôi. Thì các bác có thể nhìn thấy này. Theo đường này nhá, thì các bác có thể nhìn thấy là cái mặt bên này nó sẽ bị mòn này. Còn mặt bên này nó không bị mòn này. Đó, con dao này hay một cái là nó bị ông này, ông thợ này ông mài một bên. Thì các bác có thể làm kiểu gì người ra cho rõ nhỉ. Này rõ không nhỉ? Đây các bác nhá, cái bên này thì là bình thường này, các bác có thể nhìn này, đó nó là một cái cạnh rất là bình thường và thẳng tưng nhá, này, đấy không cong một tí nào, nhưng mà cái bên này thì các ông ấy mài, đây các bác này, khó nhìn thế nhỉ, đó, thì em xin giới thiệu qua là cái con này là từ thép ống khoan đá, chiều dài của nó là tầm dài 40. Con này ông ấy chuyên để đi rừng để lấy củi nhé các bác nhé. Hôm trước là thấy tình cờ ông ấy bán thì may quá mua được. Con này độ sắc của nó thì không phải nói các bác này. Dao này đã được ông thợ ông ấy dùng 2 năm rồi. Ông nhà, chính xác là ông nhà, dao của ông nhà. Các bác cứ cực kỳ yên tâm về chất lượng. Dao quá là tuyệt vời. Thì con này em cũng mua từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện. Cũng muốn là thứ nhất là để này thì nó rất là cổ. Nhưng mà em cũng đang muốn là tân trang lại nó một chút. Thì hôm trước cô bác xin lại cái vỏ và cái cán thì ok em sẽ cho gửi cho. Còn là cái lưỡi này, cái lưỡi này thì em sẽ đi em sửa lại, thì cũng muốn quay lại để lưu giữ cái khoảnh, để lưu giữ lại cái quá trình con dao ban đầu và cái quá trình con dao kết thúc, thì cùng xem các bác xem là một cái led là cổ điển, một led gọi là đồ cổ và một cái nét hiện đại, thì xem cái nét nào nó sẽ đẹp hơn. Thì trước khi đi sửa lại thì em cũng lên thợ nhờ ông thợ ông ấy sửa thôi. Thì cũng muốn quay lại để cho cái quá trình đi 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 sửa cái con dao này để cho các bác xem là trước và sau nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Dao này giống anh Mông lắm này. Nhìn như con dao thì các bác nhìn rõ này. Các bác đã nhìn ống này nhá, nhìn nó sáng này nhá, nhưng mà cái như cái sáng này không phải ông ấy mài máy đâu ạ. Cái này là ông ấy lấy cát, cát và cái rơm ấy, ông ấy cọ để làm bóng cái con dao này. Không phải là máy chà nhá. Con dao này cũng thủ công 100% đó. Cái khuôn này là ông cũng tự đỏ luôn. Đó, rồi, các bác hóng chờ nhá.
Hello. Vâng thì sau 3 ngày em cũng đã hoàn thiện xong cái vỏ của con dao video này đây ạ. Theo các bác thì đây là cái hình hài của nó cái lúc hoàn thiện. Thực chất ra vốn dĩ ra thì con này là em đang dùng rồi đây. Đang dùng nó vẫn hơi nhem nhuốc một tí. Thì con này thì theo các bác là nó so với cái lúc mà để các em sẽ nia máy qua một lúc một đoạn để cho các bác xem nhé. Thì theo các bác là con này lên để cắn nhôm nó đẹp hơn truyền thống hay là em thay cái này nó pha chút gọi như là độ đồ ấy, thì nó còn đẹp hơn cái lúc truyền thống không? Con này rất là to và đẹp. Em thay của nó thì là thay cái cán thì thành cán gỗ cẩm hình quả trứng này, hơi bo bo tròn, cái phần này to và cái phần này nó thu nhỏ về. Đó, có nghĩa là cái phần này to này thu nhỏ dần về đến đây. Đó. Thì có nghĩa là có thể là từ giờ đến về sau thì mà bên em sẽ làm những cái khâu này, những khâu các bác này. Và cái này sẽ hoàn toàn là đồng ống phi nhé các bác nhé, rất ít có đồng hàn, thì phải mới có một con hàn thôi. Đó, thì là cán gỗ cẩm đây, vỏ cũng gỗ cẩm này, vỏ này hơi lỗi một chút này nhưng không sao, đã xử lý. Cái này các bác nào về tẩy lên thì rất là đẹp. Cái này đây này hơi lỗi một tí này. Em vẫn làm kiểu truyền thống như thế thôi. Thì theo các bác thì một con dao nó pha một chút tí hiện đại và một con dao nó vẫn còn mang một chút là dân tộc. Bên hai cái vỏ dao của nó đây. Đây các bác nhé, các bác ngắm nhìn nhé. Đây, đây là con dao mang đậm chất là em tân trang lại, và cho khách ăn tân trang lại cái lưỡi của nó vẫn thế. Đây thì các bác sẽ nhìn đến cái này thì các bác sẽ thấy là cái cán như này, đây là một cái con dao đúng là cái dao truyền thống mà người Mông người ta rất thích dùng vì cái cán nhôm này dùng rất là bền và họ chốt bằng cái ni lông, bao ni lông ấy, bao sa rắn ấy, rất là chắc chắn. Đó, thì đây là cái truyền thống. Thì tất nhiên là có nhiều người người ta thích sẽ thích là mang cái này để treo nó này. Như cái này đúng không? Mang lên treo vào tường, treo nhà thì nó rất là đậm chất dân tộc. Nhưng mà theo em thì em vẫn muốn sửa sang lại một chút để cho nó hiện đại và nhìn nó bắt mắt hơn. Đó. Đó, thì đây cũng muốn quay lại để cho các bác xem là khi em tân trang lại cái con dao này nó cái hình ảnh về sau nó sẽ thế nào. Thì đây là hình ảnh của nó và con dao này thì em làm đúng theo nguyên bản là sẽ nó sẽ vẫn là hình vỏ vuông. Vì nếu mà làm theo cái vỏ theo dao ấy, vỏ theo dao như con này các bác này, như con cá sừng mũ mun này nhá, thì cái vỏ theo dao của nó nhìn nó lượn rất là đẹp này, nó lượn rất là đẹp này. Nhưng mà em lại không, thôi nếu mà đúng là đúng nguyên bản của nó thì sẽ nó sẽ là một con vỏ vuông như này mà thay được một cái cán nhôm, thay từ một cái cán nhôm sang một cái cán gỗ và thay từ một cái vỏ cũ, vỏ gỗ này gỗ thường thôi, gỗ rổi thôi, rổi bình thường thôi, sang một cái gỗ gỗ vỏ bằng cẩm. Đó.
Do các bác nào mà thấy các bác thích cái vẻ, có nghĩa là có kiểu đúng là cổ điển đấy, cổ điển này, các bác thích cái loại này thì các bác vui lòng nhận xét dưới, mà các bác thích cái loại mới này để em vừa mới tân trang lại thì cũng các bác cũng vui lòng comment ở dưới để em xin ghi nhận các cái lời bình luận của các bác. Đó. À, thì cũng muốn khoe các bác vậy thôi. Đó, vậy thì cũng kết thúc video ở đây. Chúc các bác xem video có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. À, xin chào các bác.